Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 3, chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Cùng với nhiều địa phương khác, hôm nay học sinh khối trung học phổ thông giáo dục thường xuyên của Thừa Thiên Huế đi học lại sau gần một tháng nghỉ học đối phó dịch COVID-19. Ngày tụ tập hàng quán hay đi siêu thị lớn vì lo ngại COVID-19 là tâm lý chung của mọi người, vì thế nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn mua sắm trên các nền tảng trực tuyến thay vì tới các cửa hàng siêu thị để tránh chỗ đông người. Nhiều hoạt động giáo dục đã được Đại học Huế và các trường thành viên tích cực triển khai trên môi trường mạng trước đây giờ là cơ sở để đơn vị hướng tới hoàn thiện chương trình đào tạo trực tuyến, đặc biệt trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương khác, hôm nay học sinh khối trung học phổ thông giáo dục thường xuyên của Thừa Thiên Huế đi học lại. Đối với khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ nghỉ thêm một tuần. Tùy theo tình hình, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo tiếp theo. Trước đó, công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường đã được các trường học chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Cụ thể, các trường học trên địa bàn trang bị đầy đủ khẩu trang, vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng đến 20 lần cho học sinh và cán bộ giáo viên các trường. Hơn 290.000 khẩu trang đã được chuyển và phân phát cho các trường. Xung quanh nhiều tranh cãi về việc có nên đeo hay không đeo khẩu trang khi đến trường, tỉnh vẫn xác định chuẩn bị khẩu trang để tạo tâm lý an tâm khi đến trường cho học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng rà soát thực hiện công tác vệ sinh khử trùng trường học thường xuyên, nhất là các khu vệ sinh, yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Giờ chào cờ, học sinh có thể sinh hoạt trong lớp, giáo viên sẽ phổ biến các thông tin. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường chỉ tập trung cho công tác dạy và học khi học sinh đến lớp. Trước mắt, Thừa Thiên Huế chưa tổ chức dạy học bù vì khung thời gian năm học đã được điều chỉnh đúng bằng thời gian nghỉ. Trong khi đó, một số trường đại học tại Huế đã đưa ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 thay vì cho sinh viên trở lại học tập ở trường từ ngày 2 tháng 3. Cụ thể, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế tiếp tục cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Trường Đại học Luật thông báo cho sinh viên bắt đầu học tập trung từ ngày 5 tháng 3, trong khi Trường Đại học Sư phạm cũng thông báo cho sinh viên, học viên cao học không học tập trung tại trường mà tiếp tục học online đến hết ngày 8 tháng 3. Theo đại diện các trường, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, sáng ngày 1 tháng 3, lãnh đạo Đại học Huế và các trường đã có cuộc họp trao đổi các vấn đề liên quan. Chủ trương chung là xem xét tình hình để cho sinh viên trở lại học tập. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của các trường để lãnh đạo các đơn vị đưa ra phương án hợp lý nhất. Nhiều ý kiến từ giảng viên, sinh viên vẫn còn lo ngại nên các trường quyết định tạm kéo dài thời gian nghỉ học tập trung. Theo đó, Đại học Huế ra công văn gửi các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện một số biện pháp khi sinh viên trở lại học tập, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Chỉ đạo bộ phận y tế phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường theo dõi sức khỏe của sinh viên vào tiết đầu tiên của mỗi buổi học, thực hiện liên tục trong vòng 3 ngày kể từ khi sinh viên nhập học, lập danh sách theo dõi sức khỏe của sinh viên theo mẫu định kèm. Đại học Huế cũng đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh của đơn vị trước 11:30 hàng ngày qua ban đào tạo và công tác sinh viên Đại học Huế. Tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex công bố sẽ tung ra 12 triệu khẩu trang trong tháng 3 này và 6 nhà máy của Vinatex sẵn sàng tiếp nguyên liệu cho các nhà máy khỏi lo khan thiếu khi nguồn cung bị đứt gãy. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều hiệp hội ngành hàng, trong đó có dệt may Việt Nam đang đứng trước nỗi lo thiếu nguyên liệu để sản xuất. Có doanh nghiệp chỉ còn đủ nguyên liệu cầm cự đến cuối tháng 3 này. Song Vinatex cho biết, khi nguồn cung ứng nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế từ Trung Quốc bị ngắt, Tập đoàn Dệt may Việt Nam lập tức chỉ đạo và theo sát sự triển khai sản xuất nguyên liệu, vải kháng khuẩn trong các doanh nghiệp của tập đoàn để phục vụ cho sản xuất khẩu trang, phòng chống dịch COVID-19. Trong tuần vừa qua, đã có tới 6 đơn vị trong tập đoàn tích cực sản xuất nguyên liệu vải kháng khuẩn để cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang phòng chống dịch. Sản lượng sản xuất đạt tới gần 35 tấn vải dệt kim kháng khuẩn một ngày và 9 tấn vải không dệt một ngày. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19. Tỉnh riêng trong tháng 2, giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 67 triệu đô la Mỹ, tăng 27,5% so với tháng trước và tăng 39% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 118,9 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu trong 2 tháng chủ yếu là ngành may mặc, sơ, sợi, dệt các loại.
Cùng với xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 23 triệu đô la Mỹ, giảm 39% so với tháng trước, giảm 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 60 triệu đô la Mỹ, giảm 16%, trong đó các mặt hàng nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc chiếm tỷ trọng 75%. Hiện nay một số cửa khẩu tạm thời ngừng hoạt động do ảnh hưởng của Covid-19. Việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu nguyên liệu để chuẩn bị dự trữ sản xuất hàng dệt may trong thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng lớn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức mua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 2 tháng đầu năm giảm mạnh với mức lũy kế ước đạt hơn 7.500 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2 năm 2020 ước đạt 3.505 tỷ đồng, giảm 13% so với tháng trước, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.785 tỷ đồng, chiếm 79,5% tổng số, giảm gần 10% so với tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 7.533 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 dự ước giảm 0,1% so với tháng trước. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau củ vẫn diễn ra bình thường, giá cả nhìn chung ổn định. Đối với một số mặt hàng y tế thiết yếu phục vụ phòng chống dịch COVID-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn nhanh trở nên tăng giá nhanh chóng và khan hiếm tại các chợ siêu thị. Ngay thời điểm đầu tháng, tỉnh đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Sora trên địa bàn, đơn vị sản xuất khẩu trang y tế, chủ yếu xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản với công suất 150.000 khẩu trang một ngày để đặt hàng sản xuất khẩu trang y tế cho tỉnh với giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, các trường đại học cao đẳng, trường cấp 3 trên địa bàn đã chủ động điều chế gel, nước rửa tay theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới để từ cấp, tăng, phát, góp phần vào chiến dịch kêu gọi của tỉnh. Cả cộng đồng cùng chung tay nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Cùng thời điểm này, cả tổ chức tín dụng đang tìm cách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 với các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Dự ước đến cuối tháng 2 năm 2020, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đạt 48.500 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 50.760 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm. Nợ xấu toàn địa bàn ở mức 1.000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm và chiếm 1,97% so với tổng dư nợ tín dụng. Dư nợ phân theo ngành kinh tế, ngành dịch vụ chiếm 62,9%. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm 29,3% và ngành nông lâm thủy sản chiếm 7,8%. Trong tình hình ảnh hưởng COVID-19, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng đã vào cuộc xác định mức độ ảnh hưởng để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới theo quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay đã xác định 4 khách hàng bị ảnh hưởng với tổng dư nợ gần 71 tỷ đồng. Ngày tụ tập hàng quán hay đi siêu thị lớn vì lo ngại COVID-19 là tâm lý chung của mọi người. Vì thế, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn mua sắm trên các nền tảng trực tuyến thay vì tới cả cửa hàng siêu thị để tránh chỗ đông người. Từ đó, cả cửa hàng kinh doanh cũng tăng cường giao hàng, bán hàng qua mạng thay vì trực tiếp như trước kia. Điều này có thể thấy rằng, hành vi tiêu dùng cũng như phương thức kinh doanh của người dân Việt đang dần thay đổi trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh COVID-19. Sự lây lan của dịch bệnh trở thành một vấn đề khẩn cấp mang tính toàn cầu. Để giữ an toàn và bảo vệ bản thân, người tiêu dùng có xu hướng hạn chế bớt các hoạt động hàng ngày có mức độ tương tác nhiều với đám đông, tần suất đi mua sắm giảm và mua hàng trên ứng dụng các nền tảng trực tuyến. Chị Nguyễn Hoàng Uyên, quận Long Biên, Hà Nội vẫn hay tụ tập bạn bè ở hàng quán cũng như đi shopping. Nhưng hiện nay, hạn chế đến nơi đông đúc, chị chỉ gọi ứng dụng giao thức ăn nhanh cũng như shopping trên mạng thay vì cùng nhau đến tận nơi như trước kia. Mình rất là ngại đi đến những cái chỗ đông người, siêu thị mua sắm thì cũng hạn chế. Và mình đặt về cho nó yên tâm, mặc dù thì là nó không vui vẻ, không thoải mái giống như mình đi ra ngoài, nhưng mà thôi thì cứ vậy thì mình ở nhà cho lành. Cũng như chị Hoàng Uyên, bà Hồ Thị Kiều Anh, ngụ tại Cầu Giấy, cũng bắt đầu dùng tới ứng dụng mua hàng của siêu thị, thay vì tự đi siêu thị và tự lựa chọn hàng hóa như trước kia, vì cũng ngại đến nơi đông đúc trong mùa dịch. Bây giờ con tôi nó cũng chỉ cho tôi là đặt hàng trên mạng, nên bây giờ là tôi cứ ở nhà là tôi đặt hàng lên mạng, người ta cũng đến giao.
Về mặt bằng bán lẻ, các địa điểm quy mô nhỏ, sạch sẽ và gần hơn như là cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi sẽ được ưu tiên hơn so với chợ truyền thống hoặc siêu thị, đại siêu thị. Dân cũng rất là ít đi ra ngoài và tránh tiếp xúc nơi đông người. Thế là cũng bị giảm, tình hình kinh doanh cũng giảm mất 30-40%. Trước tình hình đấy thì cửa hàng cũng đẩy mạnh là bán hàng online, giao hàng đến tận tay khách hàng và miễn phí vận chuyển. Thế nên là cũng bù đắp được phần nào về cái tình hình kinh doanh của cửa hàng. Với thói quen tiêu dùng đã được thay đổi, từ đó cũng đang làm tăng đáng kể số lượng giao dịch mua sắm trực tuyến và dịch vụ giao hàng tận nơi. Một thực tế là thời gian gần đây, nhiều trung tâm thương mại cũng như các cửa hàng ăn uống, thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, điện máy đã đẩy mạnh bán hàng online thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, website. Cái nhu cầu mua sắm qua online đang có xu hướng tăng rất là mạnh. Thì về cơ bản thì chúng tôi đang có sự đầu tư. Chúng tôi phải đầu tư thêm rất là nhiều những cái nhân sự để phục vụ cho việc mua bán online, bao gồm những nhân sự trực đơn, những nhân sự giao lắp để có thể hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều chủ cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng cũng đã nhanh chóng đăng ký mặt hàng của mình trên các trang bán hàng online như Tiki, Shopee, Lazada để dễ tiếp cận người mua, đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng mua hàng online bằng các hình thức khuyến mại từ 20-50%. Ngoài ra còn có cả miễn phí vận chuyển. Vì thế, lượng khách hàng đặt mua online tăng lên rất nhanh ở các trang bán hàng này. Thưa quý vị, những năm trở lại đây, nhiều hoạt động giáo dục đã được Đại học Huế và các trường thành viên tích cực triển khai trên môi trường mạng. Đây cũng là cơ sở để đơn vị hướng tới hoàn thiện chương trình đào tạo trực tuyến. Đặc biệt, trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay, thì hình thức tư vấn tuyển sinh hay học tập trực tuyến đang được xem là giải pháp rất phù hợp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2020 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Nội dung chính là cập nhật những điểm mới của Trường Đại học Nông Lâm Huế trong tuyển sinh năm 2020. Chương trình đã thu hút hơn 5.000 lượt theo dõi và số lượng tương tác trên 50 câu hỏi. Qua buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến, người xem có thể nắm các thông tin về cơ hội việc làm, thực tập, học tập, hưởng lương tại nước ngoài, môi trường học tập và rèn luyện và chế độ chính sách học bổng với sinh viên. Đây là năm thứ 3 liên tiếp nhà trường tổ chức hình thức này. Thì có theo dõi thì hiện nay thời đại 4.0, đặc biệt là thí sinh, tế trẻ, thì các em vẫn thiên và quan tâm nhiều về hình thức online này. Các em bây giờ quan tâm là theo dõi qua các mạng xã hội, đặc biệt như Facebook, qua cả hình thức như livestream. Đấy thì các cái buổi livestream này thì qua cái lượt theo dõi của các em, lượt tương tác, các em tăng qua năm và rất là nhiều. Các em thường là tập trung vào các thời gian để các em theo dõi và các em đặt câu hỏi trực tiếp. Lâu nay các em có thể hỏi trên fanpage, hỏi đến email, website trường. Nhưng mà khi đó hỏi thì có thể 50 phút sau nhà trường mới trả lời hoặc chưa rõ. Thì bây giờ cái hình thức trực tuyến này thì các em hỏi là được trả lời ngay trực tiếp luôn, cụ thể. Cái nào chưa rõ thì các em có trao đổi tiếp thì nhà trường giải đáp luôn. Thông qua hình thức tư vấn tuyển sinh trực tuyến giúp các học sinh, phụ huynh trên toàn quốc nắm bắt sớm và có kế hoạch nộp hồ sơ tuyển sinh. Đây cũng là hình thức tư vấn phù hợp trong tình hình dịch cúm hiện nay khi tránh sự tham gia tập trung đông người. Ngoài ra, từ năm 2012, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã triển khai thí điểm cả bài giảng e-learning Google Classroom. Để tham gia lớp học, sinh viên đăng nhập vào email công vụ và theo dõi kiểm tra email để nhận các thông báo từ giáo viên trên hệ thống Google Classroom. Sau tình hình dịch cúm như năm nay, thì nhà trường sẽ nghiên cứu để những năm tới là có phòng với trường hợp. Khi nào trường hợp mà có dịch, các em không đi học trực tiếp, tập trung được thì phải hình thức qua hình thức online. E-learning, Google Classroom hoặc các cái livestream quay cái video rồi phát và trao đổi tương tác trực tiếp cho các em để các em ở nhà nhưng các em vẫn nghiên cứu tài liệu, vẫn đọc tài liệu được. Và nhà trường hiện nay cũng đã bắt đầu làm triển khai rồi là tất cả các tài liệu, bài giảng giáo trình thì là chuyển qua cái số là ebook đấy và các cái đề cương chi tiết hướng dẫn học tập thì nhà trường đã chuyển đến cho các em sinh viên. Mặc dù chưa học nhưng các em ở nhà thì cũng có cái kinh của các nhóm, của các lớp. Thì nhà trường đã gửi các tài liệu để các em nghiên cứu rồi. Hiện nay, Đại học Huế đã áp dụng thử nghiệm một số lớp học theo các bài giảng e-learning và từng bước hoàn thiện phấn đấu đến năm 2025 có thể triển khai đại trà. Mô hình dạy theo e-learning theo hướng tiết kiệm thời gian vì có thể học ở nhà, giúp người học ở xa thuận tiện và tiết kiệm chi phí về cơ sở phòng học, điện nước.
Đặc biệt, trong thời điểm dịch cũng diễn biến phức tạp, mô hình giáo dục trực tuyến đang được xem là giải pháp hữu hiệu hiện nay. Tiếp tục với những thông tin khác. Trong tháng 3 này sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng, trong đó nội dung Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Dự thảo nghị định có 5 chương với 70 điều, có nhiều nội dung mới đáng lưu ý. Tại dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về trường hợp đặc thù cho phép tuyển dụng những người có độ tuổi thấp hơn 18 tuổi nhưng phải đủ từ 15 tuổi trở lên. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất ra soát để quy định việc giảm thiểu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong điều kiện tuyển dụng. Vì hiện nay, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân đều yêu cầu đáp ứng trình độ ngoại ngữ bậc 3. Đối với tin học, do hiện nay yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục cũng như quy định việc tổ chức thi tuyển trên máy tính, cùng là bước kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụng tin học. Thông tư 38/2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sẽ thay đổi một số tiêu chuẩn trong công tác đào tạo lái xe theo hướng ứng dụng công nghệ trong đào tạo và sát hạch lái xe. Theo đó, việc học và thi lấy giấy phép lái xe ô tô thời gian tới sẽ được ứng dụng công nghệ để giám sát chặt chẽ hơn. Thông tư không quy định tăng số lượng giờ học thực hành mà chỉ điều chỉnh những vấn đề sau đây. Trong công tác đào tạo lái xe, từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, các cơ sở đào tạo lái ô tô trên toàn quốc sẽ phải ứng dụng công nghệ để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết, môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái ô tô, trừ hàng B1, tổ chức đào tạo về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Với thực hành lái xe, trang bị cabin học lái ô tô tập lái sẽ phải lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường sau 6 tháng kể từ ngày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành. Trong công tác sát hạch lái xe, triển khai thực hiện lắp camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong hình và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, giấy phép lái xe cấp mới sẽ có mã 2 chiều QR để đọc giải mã nhanh thông tin liên kết với hệ thống thông tin quản lý, bao gồm cả mã số của cơ sở đào tạo lái xe. Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2020 sửa đổi bổ sung hàng loạt điều kiện đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có điều kiện kinh doanh rượu. Nghị định 17 sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3. Theo đó, tại nghị định này, nguyên tắc quản lý rượu đã được định rõ, đặc biệt là những nội dung liên quan đến giấy phép. Cụ thể, sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép. Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ phải đăng ký với phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng cấp huyện. Hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.